Ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc làm việc trực tuyến với ông John Paul Policino, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pfizer Việt Nam. Đàm phán ban đầu với Pfizer về việc cung ứng, bổ sung cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm chủng đối tượng từ 12 đến 18 tuổi. Được biết, Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu người trong độ tuổi này. Phía Pfizer cam kết cung ứng 20 triệu liều trong quý 4 năm nay để Việt Nam kịp thời triển khai tiêm chủng. Thông tin từ cuộc họp cũng cho biết, theo hợp đồng đã ký kết, Pfizer sẽ cung ứng cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 7, 3,4 triệu liều trong 2 tháng 8 và 9. Tiếp đó, khoảng 27 triệu liều vaccine còn lại sẽ được cung ứng trong các tháng cuối năm nay. Như vậy, cùng với 20 triệu liều vaccine COVID-19 bổ sung để tiêm cho trẻ em, tổng cộng trong 3 tháng cuối năm, Pfizer sẽ cung ứng khoảng 47 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.